xin hắn cứ đứng. Lời Chúa phán rằng, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đức Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, và hòa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đức Christ vì chúng ta chịu chết. Đức Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài quan tâm tới mỗi một người, Ngài thấu biết tấm lòng, Ngài thấy rõ những khó khăn, những thử thách mà chúng ta đương phải đối diện. Ngài đã chết để cứu tôi và quý vị. Ngài đã chết để giải cứu chúng ta thoát khỏi sự mất đời đời nơi hỏa ngục. Ngài muốn cứu chúng ta thoát khỏi sự bế tắc cùng cực của đời sống vô định. Đời sống cứ mãi chạy theo những mục đích có vẻ là hào nhoáng, nhưng lại dẫn đưa con người đến sự lạc lối mà thôi. Duy chỉ trong của Chúa Giêsu Christ, con người mới được tự do khỏi những sự cầm hãm của thế gian mờ tối này, mà sống một đời sống tươi mới, bình an và phước hạnh khi đặt lòng tin cậy đến sự thành tín của Đức Chúa Trời yêu thương và toàn năng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên nó đã ban con một của Ngài, hầu cho hỡi ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị thân hữu, tối nay quý vị đã có cơ hội được nghe lời hằng sống của Đức Chúa Trời được rao ra về tôi tới Ngài. Hầu cho hỡi ai tin đến Đấng Christ thì được sự sống đời đời. Xin hãy mạnh dạn nắm chặt lấy cơ hội quý giá này để cứu chính linh hồn mình và giúp cho gia đình mình cũng được biết đến tin lành cứu rỗi. Những bàn chân bước lên tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm của Chúa cuộc đời. Còn quý vị thân hữu nào không? Thì chúng ta hãy mạnh dạn bước lên, nắm lấy cơ hội quý giá để nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình. Cảm ơn Chúa đã có những thân hồn bước lên tin nhận Chúa Giêsu. Xin kính mời một sư nhiệm chức Hồ Hoàng Ân hướng dẫn các thân hồn cầu nguyện tin nhận Chúa. Trong khi con là người có tội, con đáng chết mất vì cớ tội lỗi của con.
con đã chết lớp vì tội lỗi của con. Con không tìm một lối riêng nào cho con cả. Con không tìm được một lối riêng nào cho con cả. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này. Để chịu chết thế cho con. Đã chịu chết cho con. Trên thập tự giá. Trên thập tự giá. Buổi tối hôm nay. Con thấy được tình thương của Ngài. Con thấy được tình thương của Ngài. Con biết được Ngài hy sinh vì cớ tội của con. Con biết. Con. Xin Chúa thương xót đến con. Xin Chúa thương xót đến con. Giờ này. Giờ này con mở lòng ra. Con mở lòng ra. Kính mời Chúa Giêsu. Kính mời Chúa Giêsu. Ngự vào trong lòng con. Ngự vào trong lòng con. Tha thứ mọi tội lỗi của con. Tha thứ mọi tội lỗi của con. Và nhận con. Và nhận con. Làm con cái của Ngài. Làm con cái của Ngài. Xin Ngài giúp con. Xin Ngài giúp con. Kinh nghiệm Chúa. Kinh nghiệm Chúa. Kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Kinh nghiệm sự tha tội của Ngài. Để con rao ra danh của Chúa. Và đem tình yêu của Chúa. Sự cứu rỗi của Chúa. Đến cho gia đình của con nữa. Con cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Ngài. Con hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Buổi tối hôm nay trong chương trình kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu chúng con, Chúa cho có các thân hữu đến tham dự và đã quyết định lên tin nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Chúa ơi, giờ đây cả hội thánh Chúa, cả thiên đàng rất là vui mừng vì có những thân hữu đã trở lại cùng Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy biết được con đường mới mẻ trong đức tin của họ. Xin Ngài gìn giữ tất cả ông bà chị em chúng con đã đến cầu nguyện tối hôm nay để họ thật sự thấy được giá trị sự chết của Chúa Giêsu đối với họ và tình yêu, sự hy sinh, sự sống lại mà Ngài sẽ ban cho họ sự sống đời đời trong thiên đàng. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ bạn của chúng con để họ đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, thân hữu của mình. Và qua đó, danh của Chúa được tôn cao, nhiều người biết đến sự cứu rỗi của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con kính dâng tất cả ông bà chị của chúng con buổi tối hôm nay trong bàn tay yêu thương năng quyền của Chúa chúng con, và con xin hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị.